Hajin à, thay đồ xong thì ra đây đi. Bây giờ thì anh đổi ý rồi. Không chỉ là uống trà thôi đâu, mà còn ăn cái này nữa. Em ngồi đi, mau lên. Anh nấu hơi vội nên có lẽ không ngon đâu. Nào, vừa uống trà vừa ăn đi. Anh thay đồ đi. Anh mới là người có thể bị cảm đó. Anh không sao đâu. Em thấy khó chịu nên vậy. Anh hãy mau đi thay đồ đi. Không thích, anh không thay đâu. Tại sao? Anh sợ trong lúc thay đồ thì Hachin sẽ đi mất đó. Anh nói là em ăn hết mới được đi mà. Anh mau thay đồ đi. Bộ phim của em bị hoãn, chắc là em buồn lắm. Đã chăm chỉ chuẩn bị như vậy mà. Dạ. Sẽ sớm gặp được tác phẩm khác tốt hơn thôi. Cố lên nha. Cảm ơn anh. Em ăn từ từ thôi. Ăn xong anh sẽ đưa em về. Em không sao đâu, gọi Haki-un đến đón là được rồi, hoặc đi taxi cũng được. Anh đã gọi báo Ha-ki-un biết là anh đang ở cùng em rồi. Có lẽ cô ấy cũng rất lo lắng. Đã muộn rồi, ngoài trời lại mưa nữa. Anh đã nói là đang ở cùng em, rồi lại để em tự về. Thì chắc chắn Ha-ki-un sẽ nghĩ anh là người vô trách nhiệm mất thôi. Nên anh nhất định phải đưa em về nhà mới được đó. Anh lái xe về cẩn thận nha. Em sẽ nói Ha-ki-un trả lại quần áo cho anh sao? Người tồi tệ không phải em mà là anh. Anh đã biết hết mọi chuyện. Nhưng vì anh không muốn mất em nên anh đã tham lam. Vì có lẽ anh sẽ không ổn nếu không có em. Nên Hachin không cần phải cố gắng làm gì nữa. Anh sẽ trở thành người xấu cho. Chị ạ, chị có biết em lo lắng như thế nào hay không? Chị xin lỗi nha. Biên tập viên, anh về cẩn thận nha. Vào nhà mau lên. Em thấy ở trước cửa nhà nên mang vào. Có lẽ là chị dứt nhầm rồi. Kịch bản em đã dứt đi rồi. Còn cái này, nếu chị vẫn muốn dứt thì dứt tiếp đi. Biên tập viên Ly. Đây nè. Cảm ơn em. Anh quên mất là hôm nay anh phải mặc nó. Tối qua em ngủ có ngon không? Có. Bữa sáng thì sao? Em chưa có ăn. Đừng bỏ bữa mà hãy ăn đúng giờ đó. Anh đi trước đi.
ăn bánh đi. Chuyện gì đây? Sao lại ăn bánh ngọt như vậy chứ? Mới sáng nên cho chị ăn đó, nhưng ăn hai cái thôi. Thấy chị đáng thương nên là an ủi hả? Vì chuyện phim bị quỷ đúng không? Đáng thương gì chứ, ai nói vậy hả? Chúng ta sẽ làm phim khác hay hơn, kịch bản được gửi đến nhiều đến chừng này nè. Với biên tập viên Ly thì sao? Chia tay anh ấy rồi hả? Chị với anh ấy chia tay rồi. Chị không muốn chia tay còn gì? Chị thích anh ấy lắm mà. Nhớ anh ấy phát điên nên mới lao đầu vào làm việc còn gì. Chị chịu đựng được mà. Phải chịu được thôi. Chị không thể ở cùng anh ấy được nữa. Chị không hề có tư cách. Có tin về Môn Sung Hô không? Cũng có vài người gọi điện tới báo cáo, nhưng chỉ toàn là thông tin không chính xác. Tất cả đều không phải hắn. Tưởng sẽ nhanh bắt được hắn, không ngờ hắn trốn kỹ thật đó. Có tin gì của hắn thì nhớ báo tôi ngay đó. Dạ, tôi biết rồi. Nhưng mà kia là túi gì vậy? À, chỉ là cái cớ để gặp mặt ai đó thôi. Dạ. Cô Hoa Kiều. À, anh đến rồi hả? Đột nhiên tìm anh như vậy thật là ngại quá. Không có gì đâu mà. Tìm tôi có chuyện gì? Đối với tôi mà nói thì điều quan trọng nhất chính là chị Ha Jin, chị gái của tôi. Nhưng mà bây giờ chị ấy đang khổ sở vô cùng. Chị ấy chia tay với anh không phải là vì ghét anh đâu, mà là vì chị Seo-yeon. Vì thấy có lỗi với chị ấy. Tôi hiểu mà. Hai người không vì vậy mà chia tay nhau chứ. Tôi không thể chia tay với cô ấy được đâu. Cô ấy cũng là người quan trọng nhất đối với tôi. Nghe cô nói những lời này thì có thể thấy là cô Hoa Ki-ung cùng phe với tôi rồi. Thật may quá, vì có người ủng hộ vững chắc như cô. Ừ. John à? À, cô mới đến à? Cậu ăn trưa chưa vậy hả? Tôi đã ăn rồi. Đi thôi. Em tới rồi sao? Biên tập viên Ly sao lại ở đây vậy hả? À, anh đến ghi hình cùng một chương trình với Ha Jin đó. Nói vậy là anh cũng quay quảng cáo hay sao chứ? Ừ. Thông điệp ý nghĩa mà. Thật ra anh rất thích chó. Đẹp có đúng gì không? Một lát nữa bọn chúng sẽ cùng với chúng ta ghi hình, nên anh đang làm quen trước đó. Nó là Bori, còn đây là Choco, còn tên trắng muốt này là Coco. Không hiểu tại sao chủ của chúng lại bỏ rơi được chứ.
Em đã ăn trưa chưa? Nếu em chưa ăn thì ăn cùng với anh nha. Anh có mua sandwich đó. Giờ em không có đói đâu. Anh ghét phải ăn một mình lắm đó. Ở đây lạ lẫm, lại còn không có người quen nữa. Không thể ăn cùng với anh sao? Nào, em ăn đi. Đây là sandwich thịt muối cùng với trà đen. Sao vậy? Em không thích hả? À, anh biết là Hajin thích sandwich thịt muối mà, không phải sao? Anh làm vậy là sao chứ? Em thật sự không hiểu được gì hết đó. Bởi vì anh thích Hajin nên muốn gặp em. Anh muốn được ở cùng em. Anh đã nói rồi còn gì. Anh sẽ trở thành người xấu. Cho nên Hajin chỉ cần ở yên đó là được rồi. Em chỉ là nạn nhân của anh thôi. Mỗi năm có hơn 100.000 động vật bị bỏ rơi, bị nguy hiểm, bị đói rét, đi lang thang trên đường, bị cho là chết nhân đạo. Hãy đưa tay cứu giúp những sinh mệnh bé nhỏ này. Cách tốt nhất để tạo nên một gia đình chính là nhận nuôi chúng. Cắt. Được rồi, cô làm tốt lắm, dứt giả rồi. Mọi người chúng ta tiếp tục nha. Dạ. Dạ. Được rồi. Được rồi, chuẩn bị đi. À, cô quay đẹp lắm. À. À. Thật là xin lỗi vì đưa ra đề nghị bất ngờ như vậy, nhưng mà phần ghi hình của biên tập viên Ly có thể đổi thành cảnh quay đôi cùng với cô Do Hajin có được hay không? À, dạ, tôi thì không sao. Anh, chúng tôi thấy cũng được. Vậy thì tốt rồi. Tôi đang lo lắng gì phải ghi hình một mình đó. Được rồi, quyết định vậy đi. Cũng không có khó khăn gì. Tôi sẽ nói ngắn gọn thôi, rồi chúng ta sẽ ghi hình. Được rồi, tốt. Nào mọi người. Anh căng thẳng quá. Lời thoại là gì hả? Hãy ôm lấy em, hãy yêu lấy em. Hãy giúp những sinh mệnh bé nhỏ này thành một phần gia đình bạn. À, hãy ôm lấy em, hãy yêu lấy em. Nếu biết có lời thoại này, chắc anh đã suy nghĩ kỹ hơn trước khi nhận lời. Trước kia vì diễn xuất tệ nên anh đã từng bị ai đó mắng. Giờ nghĩ đến cảnh phải diễn thoại mà run đó. Dạ. Chào cưng nha. Hai người thực sự rất là đẹp đôi đó. Thật giống như một gia đình luôn. Như vậy tốt lắm. Nào bắt đầu quay thôi. Chuẩn bị. Quay. Hãy ôm lấy em. Hãy yêu lấy em. Hãy giúp các sinh mệnh bé nhỏ này thành một phần gia đình bạn. Được rồi, cắt. Anh sợ quá à. Anh phải đi thẳng đi chứ. Đi thẳng, đi thẳng. Đúng rồi. Trời ơi. Trời ơi. Anh đói bụng quá. Đói rồi sao? Anh có mua mì em ăn không hả? Ngon lắm đó. À, ăn thôi. Chúng ta chơi game đi. Game gì chứ? Lần lượt hỏi nhau một câu hỏi, nếu không trả lời được trong 5 giây thì phải ăn theo ý của đối phương. Em chịu nổi không? Cái này cay lắm đó. Trả lời tốt là được rồi. Được thôi, anh cũng ăn được mà sợ ai. Vậy thì em hỏi trước đây. Anh thích em từ khi nào vậy? Lúc anh học võ với em lần đầu tiên. Cực kỳ ngầu luôn đó. Vậy sao? Vậy còn anh?
lúc anh cột tóc cho em khi còn ở bệnh viện. Ồ, vậy không phải anh mà là em. Không phải là lúc đó mà là sau đó. Em nói dối có phải không? Sau khi chúng ta tập võ cùng nhau. Em thích anh trước có phải không? Em nói là không phải mà, là sau đó mới thích. Anh biết rồi, anh biết rồi. Anh sẽ nghĩ như em nói. Lần này đến lượt anh hỏi đi. Cho đến bây giờ em đã quen bao nhiêu người rồi? Cho đến bây giờ sao? Anh đếm đi. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Còn anh thì sao? Anh thì... 5, 4, 3, 2, 1 hết giờ. Ơi, gì vậy chứ? Em đếm nhanh quá mà. Tôi đếm nhanh đâu. Được rồi, anh sẽ ăn. Được, em cũng ăn. Chúng ta ăn cùng nhau đi, để còn giúp đỡ lẫn nhau nữa. Mì đã nở hết rồi. Em thấy nó cũng bình thường mà. Sao không cay gì hết? Khách trọ vừa mới vô rất giống với đặc điểm của hắn. Hãy giữ bí mật về thân phận của tôi nha. Dạ chào thanh tra, xin anh hãy kiểm tra email mà tôi vừa mới gửi đến. Dạ tôi biết rồi. Chú ý của anh. Dạ. Chuẩn bị theo tôi lấy tin nào. Lấy tin sao? Xin chào. Môn Sung Hô thì sao? Anh ta tấn công vị khách trọ tố cáo mình và bỏ trốn rồi. Hiện tại chúng tôi đang truy bắt. Vị khách bị tấn công có sao không? Không, không phải vết thương nghiêm trọng. Vậy thì may quá. Chúng ta chậm một bước rồi. Chúng tôi có thể đưa tin về hiện trường không? Được, có thể đưa tin hiện trường. Cảm ơn anh. Tin tức mới nhất mà đài SBN nhận được đó là tù nhân Moon Sung-ho trốn thoát khỏi bệnh viện khi đang được điều trị và được nhìn thấy tại một nhà nghỉ. Không biết có manh mối đáng sử dụng nào hay không vậy? Anh ta đã đánh rơi cuốn sổ tay trong lúc trốn thoát. Hắn chỉ viết vài câu trên này mà thôi, nên khó mà coi đây là manh mối được. Dạ. Sau này sẽ điều tra như thế nào đây? Bởi vì anh ta đã tấn công người khác trong lúc đang trốn thoát, nên không thể để như vậy. Chúng tôi sẽ tăng cường tìm kiếm và tiến hành truy nã một cách gắt gao hơn. Việc nhận tin báo rõ ràng là đã gây áp lực, nên tôi nghĩ vẫn nên nhận tin báo từ mọi người. Được, vậy phải nhờ vào anh rồi. Được. Ba của tôi sẽ quay lại ngay, nên tôi ở đây đợi được rồi. Anh có muốn uống chút gì không? Không cần đâu. Mà nè, gần đây cô bận vì việc của ba tôi đúng không? Vì ba tôi là người làm gì thì phải làm tới cùng, cho nên... Anh đang nói việc chuẩn bị xuất bản sách sao? Tôi vẫn ổn mà. Tôi chỉ giúp ông ấy tìm hiểu tài liệu thôi. Vậy sao? Cô không cần bận tâm tới tôi đâu. Đi làm việc đi. Dạ, tôi xin phép. Từ khi nào chúng ta đã trở thành mối quan hệ có thể tùy tiện động vào bàn làm việc mà không cần cho phép vậy? Ba không có gì để đối với con nên con đi đi. Không đâu, ba phải giải thích đi. Đây là thứ gì hả? Ba đã nói không có gì để nói với con mà. Là vì cái này sao? Chỉ vì cái này mà ba tìm hiểu và giám sát mọi chuyện của Trung Hun, còn tới tìm cái tội phạm giết người nữa. Chỉ vì quyển sách của ba thôi sao? Cái thằng này còn dám ở đây la lối sao? Con là gì mà dám động vào sách của ba hả? Đây là cả cuộc đời, là tất cả sự nghiệp, là tất cả những gì ba nghiên cứu. Đây là cả cuộc đời của một con người. Kể cả ba có là bác sĩ của Trung Hun thì ba cũng không có quyền đụng vào hay công khai cuộc đời của họ như vậy đâu. Nếu không nhờ ba thì Trung Hun cũng không thể yêu ai mà sống đâu. Không phải, có thể là đã chết vì bị trí nhớ đè lên rồi. Bây giờ cậu ta được sống như vậy đều là kết quả nghiên cứu của ba, con cũng biết đó thôi. Ba là người hiểu Trung Hun nhất biết không? Nếu nó cứ tiếp tục như vậy
thì tất cả mọi người sẽ trở nên đau khổ mà thôi. Thậm chí là bây giờ Ha Jin cũng biết hết rồi. Bà đã sắp xếp xong. Bà nói vậy là có ý gì? Ha Jin biết hết là sao hả? Bà đã nói với cô ấy về bệnh của Chung Hun. Bà đã đến gặp và hỏi cô ta có ổn không, vì Chung Hun không thể nào quên được Chung Sơ Do. Cô ta nói sẽ thử đối mặt, nhưng mà sẽ chẳng có gì thay đổi đâu. Bệnh của Chung Hun vốn dĩ là như vậy rồi. Việc phải sống trong sự đau khổ vì cái chết của Sơ Giòn chính là định mệnh của Chung Hun. Con đang làm cái gì vậy? Ánh mắt của con là sao đây? Rốt cuộc ba chỉ là một người như vậy thôi sao? Con thật sự quá thất vọng. Cái gì? Nếu như cuốn sách này xuất bản thì mọi người sẽ nhìn quyển sách đó giống như nhìn ba. Một học giả chỉ vì sự nghiệp mà biến bệnh nhân của mình thành một vật thí nghiệm. Nên cuộc sinh ba hãy dừng lại đi. Cái thằng con này, có phải con đang bị điên không hả? Nếu như ba không thể dừng lại thì con sẽ khiến ba dừng lại. Ba cứ chờ mà xem. Không được xuất bản sách của giáo sư Du à? Sao đột nhiên lại... Tôi là bác sĩ của bệnh nhân trong cuốn sách. Tôi thấy có cả ghi chép điều trị của tôi trong sách. Cô biết trường hợp bệnh án bị lộ ra ngoài hoặc bị đánh cắp sẽ bị xử lý theo pháp luật không? Dạ. Tôi chưa từng cung cấp nội dung bệnh án này, và sau này cũng không có suy nghĩ đó. Nếu như vẫn xuất bản cuốn sách, tôi sẽ nhờ pháp luật can thiệp. Không phải. Cũng không phải ai khác. Đây là việc của ba anh. Không được. Dù là ba của tôi cũng không có gì khác đâu. Tôi coi như cô đã hiểu rồi. Tôi xin phép đi trước. Thầy Ân đã nói với cô như vậy sao? À được, tôi biết rồi. Chúc em ngủ ngon, mơ thật đẹp nhé. Anh cũng vậy nha. Muốn sung hô? Có vẻ như mày đang đợi điện thoại của tao hả? Mày đang ở đâu vậy? Ê, không phải chứ. Mày phải hỏi tao là sẽ làm gì thay vì hỏi tao đang ở đâu. Đó mới là trọng tâm. Rốt cuộc thì mày muốn gì hả? Câu hỏi hay lắm. Bây giờ điều tao muốn là tình yêu vĩnh cửu giữa tao và Sơ John. Tao sẽ chứng minh điều đó. Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sao? Dạ chào thanh tra, tôi là Lee Chung Hun đi. Moon Sung Ho, hắn ta vừa mới gọi điện thoại cho tôi. Có lẽ dùng điện thoại công cộng, phiền anh điều tra vị trí. Anh đến muộn rồi, có phải không? Xin lỗi vì để em một mình. Ê,
Dạ, tôi nghe. Chúng tôi định vị được điện thoại của Moon Sun Ho. Hắn đang ở đâu vậy? Ở khu vực Inho Ba Chu. Anh biết đó là đâu không? Mày làm trò này sao? Mày tới nhanh hơn tao nghĩ đó. Chỉ cần gợi ý một chút xíu thôi là biên tập viên chúng ta biết liền ha. Suýt chút nữa tao không thể nào đem Sir John đi được rồi. Lý do mày làm vậy là gì? Không phải mày muốn giết chết tao sao hả? Biết rõ đó. Tao sẽ gặp mày. Mày đang ở đâu? Tao sẽ đến đó gặp mày ngay. Mày đang lo lắng hả? Mày sợ tao sẽ làm gì với do hai chiên của mày sao? Đừng nói nhiều lời. Nói đi, mày đang ở đâu hả? Lý Trung Hôn. Im cái miệng và đợi đi. Tao sẽ liên lạc với mày sau. Hà Kiều mà, bây giờ cô có đang ở cùng Hà Chinh không? Có, chúng tôi đang ở đài truyền hình. Vì có cuộc gặp mặt cho bộ phim. À, ở đài truyền hình sao? Nếu vậy cô đang ở văn phòng đi qua phía phòng bảo an chứ? Dạ, đúng vậy. À, vậy cô có thể kêu Hà Chinh đợi tôi ở đó có được không? Tôi có chuyện muốn nói với Hà Chinh đó. Hôm nay là cuối tuần, không phải anh được nghỉ hay sao? À không, bây giờ tôi định đi làm đi. Đừng ra khỏi đài truyền hình, nhớ là phải đợi tôi ở trong đó nha. Đến nơi tôi sẽ liên lạc. Dạ, tôi sẽ làm vậy. Cảm ơn cô, nhờ cô nha. Đợi một chút nha. Chúng ta sắp tới đích rồi. Chào anh. Chào anh. Vị trí của Moon Sun Ho được xác định chính là ở đây.
Tôi sẽ cùng tham gia tìm kiếm. Nguy hiểm lắm, anh nên chờ ở đây đi. Hắn trộm tro cốt của Soyeon là muốn dụ tôi đến. Nếu tôi không xuất hiện, hắn sẽ lại trốn đi thôi. Cho dù vậy cũng không được. Nào các đội vào vị trí, khẩn trương tìm kiếm. Số 1. Cậu đội nào vậy? Được rồi, theo tôi, nhanh lên nào. Dạ. Đội 1 sang bên đó. Dạ, tôi sẽ kiểm tra hướng này. Được được. Kêu mày chờ, mày đã tìm tới rồi, lại còn dẫn cả khách tới đây nữa. Thanh tra, hắn đang ở sân thượng. Em nhớ theo dõi anh nha. Thật sự sắp kết thúc rồi. Lâu rồi mới gặp mày. Ở đây sao hả? Có quen thuộc không? Đây là nhiệm vụ cuối cùng của tao. Kết thúc chỗ này là thích hợp nhất đó hả? Chỗ này là điểm xuất phát của tao và Soyeon. Cuối cùng cũng đến ngày này. Cửa khóa rồi. Anh có đó không? Chờ. Phải nhanh kết thúc thôi. Tao rất muốn nhanh chóng gặp lại Soyeon. Biên tập viên Ly, cái tên điên này thiệt là. Biên tập viên Ly, mày phải nhớ rõ, người cuối cùng ở lại bên cạnh Soyeon không phải mày mà là tao. Thằng khốn. Biên tập viên Ly, đứng yên, không được bắt động. Bỏ dao xuống. Không được qua đây. Bỏ dao xuống. Không được lại gần đây. Anh bình tĩnh. Không được tới gần đây. Bỏ dao xuống. Nè, bỏ dao xuống đi. Không được tới đây. Bỏ dao xuống. Hãy bỏ dao xuống. Bình tĩnh lại. Bỏ dao xuống. Hãy bỏ xuống đây. Xuống đây ngay. Lý Trung Hôn, mày xuống đây. Nhớ, tao là người thắng cuộc. Là tao. Soyeon, anh tới đây. Alo. Tôi là cảnh sát đã gọi điện cho hai cô. Chuyện này là sao chứ? Tên Sung Ho, kẻ bỏ trốn khỏi bệnh viện, là kẻ sát nhân trốn trại. Anh ấy tìm bắt hắn nên bị đâm. Tình trạng của anh ấy nguy hiểm lắm sao? Bác sĩ nói phẫu thuật xong mới biết được. Bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ thôi. Cuộc phẫu thuật tốt đẹp chứ? Anh ấy sao rồi bác sĩ? Thật may là cuộc phẫu thuật đã thành công. Cảm ơn bác sĩ nhiều. Cảm ơn bác sĩ. Anh ấy bị mất máu nhiều, nhưng cũng may là vết thương không sâu lắm, lại được chữa trị kịp thời, nên đã vượt qua được nguy hiểm. Vậy là không sao rồi, có phải không bác sĩ? Phải, sau khi hết thuốc mê sẽ tỉnh lại thôi. Không cần lo lắng quá. Được rồi. Cảm ơn bác sĩ nha. Chào cô. Cảm ơn bác sĩ. Thật là may quá.
Anh tỉnh rồi sao? Có nhìn thấy em không? Anh đang nằm mơ có phải vậy không? Ha Jin đang ở trước mặt anh, lại còn nắm tay anh nữa chứ. Anh còn đùa được nữa hả? Có biết em lo lắm hay không? Nhìn em tức giận như vậy, chắc là không phải mơ rồi. Em không hề tức giận đâu. Vì mừng rỡ nên là giọng của em mới to vậy thôi. Xin lỗi vì đã làm cho em lo lắng. Cũng xin lỗi vì khiến em phải chờ. Anh nói sẽ làm người xấu còn gì. Làm gì có người xấu nào suốt ngày xin lỗi như vậy kia chứ. Thôi anh nghỉ đi, em đi gặp bác sĩ một chút rồi quay lại ngay. Em có thể ở lại cạnh anh, đừng đi có được không? Em không bỏ anh lại đâu mà. Phải báo với bác sĩ là anh đã tỉnh lại chứ. Bây giờ người mà anh cần nhất chính là Ha Jin đó. Khi rơi xuống, xương sống đã bị tổn thương nặng, chèn vào dây thần kinh, nên bây giờ anh ta đã bị liệt toàn thân rồi. Não cũng bị tụ máu, khả năng cao là sẽ không nói được. Chỉ là giữ lại được mạng sống, chứ không thể tự mình làm được bất cứ điều gì hết. Bây giờ anh có muốn chạy cũng không thể chạy được rồi. Trước khi trả hết tội lỗi mà mình đã gây ra, thì đừng mong có thể chết đi. Anh không nói gì mà biến mất làm em lo lắm đó. Anh làm gì ở đây vậy? Trời lạnh lắm. Anh chỉ đang hóng gió mà thôi. Trong phòng bức bối quá. Dù có bức bối cũng không được ra ngoài đâu, hiểu chưa? Anh đứng dậy đi. Sao anh lại nhìn em vậy chứ? Em hãy chấp nhận anh đi mà. Dù thế nào thì em cũng không thắng nổi anh đâu. Ta vào trong nói chuyện đi. Trời lạnh nên là anh sẽ bị cảm đó. Em trả lời anh đi. Em vẫn chưa đủ tự tin để làm vậy. Nhưng dì nghĩ nếu cả đời này em không được gặp lại anh nữa thì em sợ là mình sẽ tiếp tục lặp lại sai lầm rồi đau khổ suốt cả đời. Nó lại khó khăn đối với anh, nhưng anh lại dũng cảm đến với em. Em thua anh rồi đó. Nữa mà hãy ngủ đi. Em về nhà cẩn thận nha. Em không về nhà đâu. Không có em thì anh sẽ lại đi đó. Nên là em sẽ ở lại giám sát anh cả đêm luôn. Anh sẽ ngoan ngoãn ở đây nên em hãy về nhà đi. Giờ đã muộn lắm rồi đó.
Em không về, em sẽ ở lại giám sát anh thôi. Ở đây không có chỗ cho em ngủ mà. Anh nhanh nằm xuống ngủ đi cho mau khỏi bệnh. Nhanh lên. Em cứ nhìn anh như vậy nên anh không thể nào ngủ được. Nếu em trả lời anh một câu hỏi thì anh nhất định sẽ đi ngủ ngay. Em sẽ trả lời anh mà. Anh hỏi đi. Em không nhớ anh hay sao chứ? Nhưng anh thì nhớ em nhiều lắm. Bỏ qua, câu hỏi khác đi. Những tin nhắn mà anh gửi, em đã muốn đọc hay là không muốn đọc chúng? Cái đó anh nhanh ngủ đi, nói nhiều sẽ tỉnh ngủ đó. Nhắm mắt lại nào. Đừng có giỡn nữa, anh nhanh ngủ đi mà. Anh biết rồi. Được em che mắt lại như vậy làm cho anh buồn ngủ rồi đó. Vậy sao? Anh ngủ ngon nha. Phóng viên Park Soo-chan đã theo dõi chụp ảnh trái phép đời sống riêng tư của diễn viên Yoo Ha-jin rồi cung cấp cho người khác là tội phạm hình sự. Nhưng xét theo việc bản thân không biết được những hình ảnh của mình chụp được rồi cung cấp cho người khác là dùng để gây án ảnh hưởng đến tinh thần và tính mạng của nạn nhân, cho nên kết án tù 2 năm hoặc 3 năm tù treo. Tôi là phóng viên Hoàng đây. Cảm ơn anh đã giới thiệu luật sư cho tôi. Tôi phải mời một bữa chứ. Lúc nào thì anh rảnh? Anh tới rồi đây. Nhìn ngon quá. Anh đã rất sốc khi nghe tin tiền bối bị đâm. Đến bây giờ tim vẫn còn đập mạnh. Nhưng mà thật may và anh ấy không bị thương nặng, cũng nhanh bình phục nữa. Và chị Ha-jin cũng ở cạnh. Mối quan hệ của hai người đó sẽ tốt chứ? Chắc sẽ tốt thôi. Em chỉ muốn là chị ấy sống và luôn suy nghĩ tới những điều hạnh phúc. Em vất vả nhiều rồi. Em có làm gì đâu. Ăn thôi. Nhưng mà mấy ngày trước chúng ta có chơi game ăn mì cay á. Sao? Anh muốn nghe câu trả lời lúc đó. Em nói thật đi, là nhiều hay ít vậy? Anh tò mò chuyện đó vậy sao? Nếu anh nói thì em cũng sẽ nói luôn. Được thôi, nói cùng lúc đi. Được. 1, 2, 3. Ít. Nhiều. Ít sao? Nhiều sao? Anh đã hẹn hò với bao nhiêu người vậy? 4, 5 người gì làm đó. Làm gì có chuyện 4 hay 5 người? Nhiều hơn 5 người có đúng hay không? Hay nhiều người hơn nữa? Không phải đâu, thật là. Vậy còn em hẹn hò với mấy người? Em không hẹn hò với mấy người hết. Nào, mấy người vậy? Anh không phải là người đầu tiên mà. Không sao đâu, nói đi. Lẽ nào anh thật sự là người đầu tiên hả? Không phải. Đầu tiên cái gì chứ? Đừng có nói chuyện này nữa. Đáng yêu ghê. Được thôi, chuyện đã qua thì bỏ đi. Bây giờ mới quan trọng đúng không? Hả? Em đang dỗi hả? Hơn 10 người có đúng không? Đã nói là không phải mà. Nào. Ơi, ăn giỏi quá đi. Em có làm được không vậy? Không tin em hả? Em chỉ cần làm như những gì mà anh nói là được chứ gì. Đúng là như vậy, nhưng chuyện này có hơi khó đó. Em cạo nha. Ha-jin à, khoan đã. Sao vậy?
Xem ra em cũng giỏi đó chứ. Anh thật sự không sao chứ? Anh không sao đâu. Bệnh viện cũng đã nói là sẽ không có vấn đề gì rồi mà. Anh đừng cố quá sức nha. Nếu có việc gì phải mang đồ nặng hay vất vả thì cứ nhờ người khác giúp đỡ nha. Không có chuyện đó đâu mà. Ai mà biết trước được có chuyện gì chứ. Anh biết rồi. Thích thật đó. Thích gì hả? Thì Ha Chin lo lắng cho anh chứ gì nữa. Sau này em sẽ lo lắng khiến anh phát chán luôn đó. Anh sẽ đợi. Anh gần tới chỗ làm rồi. Lát nữa anh gọi lại cho em sao? Dạ. Anh nhớ cẩn thận. Thật sự phải cẩn thận đó. Anh biết rồi. Là biên tập viên Ly. Anh ấy tới. Biên tập viên Ly à? Anh đã xem qua cuốn sách Chàng trai tới hẹn hò cũng không thể chứ? Nhân vật xuất hiện trong sách chính là anh sao biên tập viên Ly? Phải đó, có phải anh biết mình mất trí nhớ quá độ hay không? Đúng rồi đó, anh nói gì đấy, có phải là anh hay không? Anh có thể phải đi. Tôi đang nắm giữ một tin tức rất đặc biệt. Anh không tò mò là gì sao?